Đây tiếng kêu on của dân on ba miền. Sáng nay ngày 1 tháng 7 2020, dân on ba miền chúng con đi đến Quốc hội chỗ nghĩa địa Kim Ngân, rồi Công Lý, rồi Đất Đôi Nhà, coi như nhân dân ở tỉnh Bình Định bị Hồ Quốc Dũng, chủ tịch tỉnh Bình Định, đi cướp đất, cướp nhà của dân, ra đến Trung ương Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Hồ Quốc Dũng, chủ tịch tỉnh Bình Định không thực hiện cái chỉ đạo 206 ngày 29 tháng 7 2016 đến nay, không thực hiện, không trả đất, trả nhà cho dân. Nhựa này không được mấy gì, 15 ngàn. Cái thùng lành là cái này lành mà. Rồi.
mà Hương, Hương nó kéo tàu đứng ngay một bên này nè. Ê bà Quý nó kéo tàu đứng ngay một bên này nè. Cô nhân dân dân chúng tôi là cô những người mất đất mất nhà mà bị công an cứ đàn áp như thế này, nhân dân chúng tôi đi đâu, tiếp về đâu? Đi rồi đó thì phải đi lên đây này, có gì để cho chứ ông này nói rồi đứng đây là gì lại cho lên xe này. Bây giờ đứng này là nó nhốt bao nhiêu cái nhà, cái chuồng rọ dành coi như nó đàn áp lên xe đây. Đã nói vậy đi xuống dưới thì sơ được. Đấy, cứ như vậy thế dân chúng tôi là cứ nó đàn áp lên xe như thế này là coi như. Có giấy tờ đầy đủ việc rồi về đúng điểm đây nè, có cần trả lời nè, phải lên thủ tướng chứ. Đây tôi có giấy con cần đây. Nhưng như vậy thì chúng tôi không lên xe nên nó đang ăn ép. Chúng tôi đành phải lên xe. Cứ lên đi rồi đi.
cứ lên đi ông ạ. Vô chỗ nào? 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 Lên đi để đóng cổng đi. Cho đi vô chân đi về đó. Lên đi, cứ kẹp chân nhau ạ. Lên đây thêm nhau. Để đeo thêm nhau. Coi như nhân dân chúng tôi má đánh là má bước xuống xe là coi như là đến như vườn nhỏ ngay chỗ quốc hội, chỗ quốc hội của tịch những thị Kim Ngân mà bị an ninh công an. Xin mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi đã lên xe, coi như nhân dân chúng tôi. Cướp đất cướp nhà nhân chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người cùng chia sẻ, xin cảm ơn tất cả anh chị em cộng đồng trong và ngoài nước.